Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go Minecraft. Những ngày hôm nay Siro và Mai Đen sẽ sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ, và nhiệm vụ của mình là phải dùng sức mạnh của trái ác quỷ và sinh tồn để chống lại con rồng Ender Dragon. Và các bạn đón thử xem ngày hôm nay Siro và Mai Đen đã gặp những khó khăn cũng như những thử thách gì nha. Còn nếu đó không được, hãy xem hết video này để biết được gì bên trong nha. Còn bây giờ thì let's go. Hey yo, hello, mọi người, chào tất cả mọi người đã quay những người xem video quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Siro và Mai Đen. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một video mới trên kênh của Siro và Sophie Minecraft. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là sinh tồn, nhưng mình và Mai Đen sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ trong One Piece. Oh my god. Quỷ á, ok anh em ạ. À, hiện tại á, trên tay tôi đang là trái Gura Gura no Mi, tức là trái chấn động của râu trắng các bạn. Còn trên tay của Mai là trái cái gì mà? Cái nhỏ. Cho đầu á, quăng tôi coi đây. Quăng tôi coi đây. Yuxi. Đâu từ từ. Cái này là trái oh! Trái của Mai là trái Yuxi các bạn ơi. Đây là trái ác quỷ trọng lực của đô đốc hải quân nào tôi quên mất tiêu cái tên rồi. Anh em nào nhớ cái tên của đô đốc hải quân đó thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nha anh em ơi. Ok. Và bây giờ thì Mai ăn vô Mai ơi. Tôi cũng ăn vô đây. Oh my god. Ừ nè anh em thấy các bạn skill kế bên không? Đây bây giờ tôi dùng được skill đầu tiên này chị. Anh em thấy chiêu giác của tôi không? Từ từ anh em mà đang hồi chưa đây, anh nhìn lại đây nè. Mai. Oh my god. Bao nhiêu máu? Nửa cây hả? Oh my god, mạnh lắm anh em ạ. Nên là bây giờ mình với Mai không thể nào đánh nhau được em. Ai nửa cây. Tương tác được mà. Ok. Thôi bây giờ là đập gỗ nè. Và cái nhiệm vụ để chúng ta có thể mở khóa được những cái chiêu khác các bạn lại biết, các bạn biết gì không? Chứ là chúng ta phải lên cấp. Mai ơi, nè, bây giờ ông phải đi cày cấp á Mai. Nhưng mà bây giờ muốn lên cấp sao? Lên cấp thì bây giờ là mình đi giết quái thú nè, xong rồi đi giết bla 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 lơm nè đó. Đó, ok. Bây giờ là Mai sẽ cố gắng, là Mai phải kiếm kinh nghiệm. Tôi nghi ngờ Mai của anh em, Mai đừng để chết nha Mai, chết là mất khả năng ác quỷ đó Mai. Là chết một phát là mất khả năng ác quỷ luôn hả? Ừ, chết một phát là đâu còn gọi là sử dụng được ác quỷ nữa đâu. Ấy nhưng mà không ấy, đổi cái tên trái này thành trái thiên thần đâu, mắc gì cho tôi làm ác quỷ vậy? Ủa thì bây giờ tôi cũng mang trái quỷ đâu, cũng mang trái có quỷ mà. Trong phim nó vậy thì mình gọi vậy thôi. À nếu mà thật ra anh em chưa biết thì tôi trước giờ chưa coi One Piece bao giờ nên em. Ừ đúng rồi anh em, Mai chưa coi One Piece bao giờ luôn. Mấy bữa nay tôi với Mai cày một cái tựa game ở bên Roblox có tên là Block Fruit anh em ạ. À. Và tôi đang dính cái tựa game đó quá trời quá đất luôn, và Mai hiện tại là vẫn đang chơi với tôi, và Mai ham vui anh em chứ Mai không biết gì One Piece trơn. Vậy ông có một mình ông dính game đó nha, tôi không dính nha, tôi chơi ngày có 18 tiếng rồi dính đâu chết. Mai chơi ngày có 18 tiếng rồi anh em ơi. Vậy là Mai không có dính bằng tôi chơi một ngày gọi là 18 tiếng rưỡi lận đó, nên là Mai không có dính bằng tôi. Ok, hiểu. Bình thường mà có đâu cho vui trời. Rồi, ok. Rồi đấy bà, bây giờ mình sẽ đi cố gắng mình đi đào mấy cái này anh em. Đó. Bây giờ mình sẽ nâng kinh nghiệm để mình mở khóa được gọi là cái chiêu tiếp theo anh em ơi. Tôi đang rất là hồi hộp không biết chiêu tiếp theo của tôi là gì đây, bởi vì đây là trái quỷ cũng thuộc dạng đâu đó là máu mặt ở trong One Piece lắm anh em, trái quỷ của râu trắng mà anh em của tứ hoàng mà đó. Bây giờ là đi chặt gỗ anh em. Ê, này, cô tôi. À, quên của ông. Lấy của ta, ông đòi. Quên. Giờ trong người tôi có một cái bàn chế tạo mà tôi lấy của Mai anh em ơi, tôi khốn nạn quá anh em à. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm động vật để chúng ta giết thôi Mai ơi. Với cả là bây giờ mình còn một cái vấn đề khá là nghiêm trọng nữa mà mình cần giải quyết Mai à. Vấn đề gì? Đó chính là vấn đề gì nặng đói. À nhưng mà tôi nói ông giết con gì ông giết nha. Ông chờ con gà ra cho tôi nha. Nên vật của tôi thì tôi lấy con gà đâu. Ủa gì ta? Sao đó ghét người ta nói mình gà lắm mà sao giờ tự nhiên cái ấy con gà vậy ta? Nhưng mà bây giờ là con gà, tôi thích con gà nhưng mà tôi chơi không gà nha. Tôi thích con gà nhưng mà tôi không thích ông bị nên ông nói gà nha. Ok. Ờ thì tôi kêu là Mai gà, là Mai là linh vật con gà đó chứ tôi đâu có kêu là ông chơi gà đâu. À, vậy là mỗi lần ông nói Mai gà là ông đang khen tôi đúng không chứ đâu phải là chê đúng không? Đúng rồi, tôi đang gọi tên linh vật của ông. Ồ, đó Mai gà. Rồi ông nói Mai gà thì ông nói cái tâm giọng cho nó bình thường tí xíu nha, mắc gì ông nói Mai gà. Ông nâng cái tâm giọng lên mỗi lần nó chứ gà vậy. Thì cái tâm giọng là tâm giọng bình thường của tôi mà Mai gà. Thôi nha, để tôi nói cho ông nghe cái gì vậy?
Ôi ông vừa mới dùng sức mạnh trong chiếc heo hả? Ừ chiếc heo đi, chiếc heo lấy kinh nghiệm, chiếc heo lấy kinh nghiệm. Thôi đó 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 đó, bây giờ mình sẽ làm một cái lò nướng nha. Ủa dạo này mình chơi ghê lắm anh em ơi. Đó làm lò nướng tôi ghê, Mai biết làm lò nướng luôn, trong khi Mai không biết là cái lò. Cái lò nướng là cái lò nó phải nướng thịt nhanh hơn, còn cái lò của Mai nó không nướng thịt nhanh hơn đâu Mai. Cái lò gì? Chứ lò nào mới nướng thịt nhanh nữa? Nè, cái lò của tôi nè, cái lò của tôi mới là cái lò nướng thịt nhanh nè. Ủa lò nó làm sao vậy? Cái lò này để bốn con gỗ xung quanh đó. Ủa Creeper anh em ơi, kiếm kinh nghiệm từ Creeper anh em ơi. Oh my god. Hey, ban đêm thì kiếm kinh nghiệm dễ lắm nè Mai ơi, đi giết quái vật Mai ơi. Ừ đúng rồi đúng rồi. Lấy thịt đó, lấy nói không. Chưa bao giờ mình. Oh my god. Ê nhưng mà sao tôi xài skill mà tôi cũng bị mất máu vậy? Ông xài skill có bị mất máu không? Để bây giờ thử nè. Đâu ông thử rồi. Ông mất máu nha ông nội. Ông gà. Ủa không mất máu hả? Ủa không mất máu hả? Sao Mai không mất máu mà tôi mất máu? À tôi biết rồi anh em, mà tại trái của tôi là tào lao, trái của tôi là trái chấn động, trái của tôi là gọi là trái là sát thương diện rộng, không hiểu không? Còn trái của ông là trái là trọng lượng mà làm sao mà trọng lực mà làm sao mà ảnh hưởng cho ông được? À nhưng mà khoan nha, hôm nay ông thấy thiếu gì không vậy? Thiếu gì? Thiếu cô Bi. Ai cô Bi đâu? Tao nãy giờ không biết đâu. Ai biết đâu, tôi quên mất tiêu luôn á. Trời anh em ơi, như hôm nay cô Bi về quê mất tiêu rồi anh em. À, cô Bi về quê rồi. Quên các bạn ơi. Gobi về quê rồi anh em ơi, nên là ngày hôm nay quay chỉ có tôi với Mai thôi, chứ Gobi không về quê là tôi chỉ có Gobi quay thôi các bạn ơi. Mai tôi có chữ hết rồi, thử có chữ hết của tôi không? Đâu thử nha. Ngu ngầu vậy. Đến nè, chưa giết tôi nè. Ok bây giờ ê mà coi bây giờ đào khoáng sản nào nó cũng được. Ê không, tùy khoáng sản nha. Cảm ơn Mai, tôi lấy hết kinh nghiệm rồi. Ủa là kinh nghiệm là cái màu sáng sáng, kinh nghiệm là cái sáng sáng lên hả? Đúng rồi. Là trời mắt gì lấy ông nội. Thì ai biểu à. Chấp. Ok, ông level bao nhiêu rồi? À level 2 rồi đây. Thấy chơi sao vậy? Rồi ok. Trời đất ơi, tôi chơi gu anh em ơi. Tính ra là cái trái ác quỷ gọi là Gura này nó cũng không tốt lắm các bạn ơi. Tại vì nó bị sát thương diện rộng á các bạn. Đó là tôi đánh cái tôi chết luôn. Xong rồi tôi từ 5 level tôi xuống còn 3 level rồi. Oh my god. Trời ơi trời, cái trái gì mà tôi bắt như vậy mà tự sát thương lên chính chủ nhân luôn, biết chơi không vậy? Trời ơi biết vậy nãy tôi chọn trái Mera là chết ông với tôi rồi. Ôi nhưng mà tính ra trái UC của Mai cũng đỉnh phết anh em ơi. Trời ơi trời, chơi nãy giờ chưa chết nè mày cha. Ghê. Chẳng qua là do cái trái của tôi tự sát thương thôi. Đi ra cho cái ông nội. Đi ra. Gì? Tôi làm gì? Đi cho cái ông nội. Tôi làm gì đâu? Ta dụ Jimmy tới nãy giờ ông tới ông ăn kéo ông nội. Ây da. Ôi ông chơi nhà. Ông chơi nháo với ông nội. Chết rồi, tôi làm có thật chứ mà. Tôi có làm cái gì đâu trời. Ông làm sao? Ô, có ai đây nè? Đâu? Alo? Ê! Nó đánh tôi, nó đánh mạnh quá Mai ơi, nó đánh mạnh quá. Ok, bị cha nó tập chiếc rồi. Mai ơi, ông có nghĩ là tôi với ông nên đổi giác quỷ không? Tôi nghĩ là cần á. Tôi nghĩ là tôi cần đổi trái quỷ anh em ạ. Help me. Ai ơi. Ô là trời, tôi đã đổi trái hie của gọi là phó đô đốc hải quân. Ai ơi. Dạy. Bên đây, ông có định lấy lại đồ không vậy? Cái này cho anh sáng nó sẽ thiêu đốt từng Của tôi là nãy giờ mình đánh là tại vì mình đánh không tới anh em ơi. Oh my god. Cảm ơn nha, Tôi giết mà. Ủa nhưng mà nếu ông ăn của tôi bây giờ ăn lại quà em nội. Ok tôi lại bà. Nhau chứ. Ok đây. Đây bà, hiện tại là tôi đang dùng trái ánh sáng anh em, nhưng mà hiện tại là kinh nghiệm của tôi mất hết rồi. Tại ông hả mày? Mắc gì tại tôi? Em ông ơi. Chắc chắn tôi mắc gì tại tôi? Ông tất cả là tại ông. Trời ơi trời, tên Si Văn Go chứ có phải tên họ đổ tên thừa đâu mà đổ thừa dữ ông nội. Nhưng mà tôi mới biết được một cái anh em ạ, đó chính là mấy cái ông hải tặc trong đây hơi bị mạnh nha. Mai gặp hải tặc mai né nha mày. Ờ tính ra là cô trai quỷ vô tự nhiên cái tôi thấy tôi với ông bắt chơi sinh tồn gà đi á mày. Tại sao? Tôi thấy chơi hay hơn. Mà. Tôi đâu biết đâu, tự nhiên cái tôi ăn trái quỷ vô cái tôi chết, tôi với ông chết hoài luôn. Cái còn gì nữa, ai biểu ông chơi gà chứ nãy giờ tôi có chết hoài đâu, chết có một lần ông nội. Ê nha, tôi cũng chết có hai lần thôi nha, tôi là tôi là do trái quỷ của tôi là nó tự tác động lên tôi chứ tôi không biết ăn. Ai biểu chơi ông biểu ai chịu không chịu suy tính chứ thằng chi. Rồi ok, xíu nữa mai mà chết một cái là tôi sẽ rồi ơi. Mày gan lắm con. Mày không biết gọi là ở đây là John Wick hả mày? Đây mấy con quỷ skeleton hồi nãy nè. Ok, tôi lên cấp 3 rồi nè mày. Trời ơi, cậu bắp quá à, tôi cấp 2 nè, 2 lớn hơn 3 đó ông nội. Ủa, hồi xưa ông học trường lớp nào mà ông kêu 2 lớn hơn 3? 2 lớn hơn 3 chứ còn gì nữa, 2 đứng trước 3 có nghĩa là 2 lớn hơn 3 chứ còn.
còn gì nữa. Ông học trường nào ra vậy? Tôi học trường trường đời. Thì hai đứng trước bài, hai đứa hơn bài chứ còn gì nữa. Không có hai nào nữa hơn ba hả ba ơi? Tôi nghĩ là tôi nên đi kiếm đồ ăn anh em ơi, đi kiếm đồ ăn ba ơi, đói rồi, sắp chết rồi. Thật, đói quá trưởng luôn á. Bây giờ con heo rồi ta, tôi chỉ ăn con heo nha. Từ nay về sau tôi không bao giờ ăn thịt gà đâu nha. Đi xíu nữa quay xong đi ăn cám xê không? Bao hả? Bao. Bao đi. Trời ơi, vậy mà kêu từ nay về sau không ăn thịt gà nữa. Trời ơi, mai đúng rồi. Bao đi. Trời ơi, vậy mà kêu không ăn thịt gà. Trời ơi, Mai ơi là Mai. Ờ, mắc gì mấy cái đó cắt ra nhanh đi. Trời, mắc gì không gà tôi hoài á. Cắt gì mà cắt, gà gì mà gà. Ai biểu là ông tự nhận mà. Yeah. Trời, đó bụng lắm rồi nè. Ô, chiêu hai của tôi nè. Từ như chiêu hai của tôi là đóng băng anh em ơi. Chiêu hai của tôi là đóng băng thì phải. Bây giờ ngoài việc đi tìm đồ ăn ra, tôi phải tìm cái con vật nào đó. Tôi test cái chiêu này thử Mai ơi. Ê Mai. Này. Nói nghe nè. Oh my god. Ui, vậy là cái chiêu này của tôi là dùng để gọi là tuôn đối thủ lại anh em ơi. Bây giờ tôi phải cần xuống địa ngục để tôi đào mấy cục thạch anh. Đào cục thạch anh thì nó sẽ cho chúng ta lên level nhanh hơn. Ồ vậy hả? Ừ, bây giờ xuống địa ngục thôi. Bây giờ từ từ để, bây giờ phải đi kiếm sắt. Bây giờ phải đi kiếm sâu sắc. Ờ nhưng mà kiếm thịt trước đã. Ồ thịt đây rồi. Chơi sinh tồn hay hơn rồi. Oh my god, tôi đi vòng vòng nãy giờ tôi kiếm được một ít thịt rồi anh em ơi. Đâu, chia sẻ đi trời. Ông kiếm mình ăn mình luôn hả? Ăn mình đâu ăn mình, bây giờ tôi đi tôi phải làm lụng, tôi kiếm vất vả, tôi kiếm thịt nè. Nè thịt bò trong nè. Ủa okay. Đâu? Nè. Cho người ta phải đưa cho đàng hoàng chứ cho đâu mà. Lấy người ta cho đồ, lấy đàng hoàng đi trời. Cho đưa hai tay đưa đàng hoàng á trời. Đây bây giờ đi qua đây giết cừu nè. Ú cừu nhiều quá anh em, cừu nhiều quá. Giết cừu không? Bây giờ mình nói giết cừu nó hơi bị bạo lực quá Sigo ơi. Bây giờ mình sẽ nói là cho mấy con cừu này chuyển sinh đi Sigo. Ồ ok. Bây giờ mình sẽ cho mấy con cừu này chuyển sinh thành Luffy anh em ạ. Ok, chia ra mà chơi chứ mấy gì đâu có mấy con cừu chơi hết đâu nội. Dù sao xíu cũng nấu chung ăn chung mà trời. Ô heo. Ngon. Oh my god, heo. Ngon. Mày heo. Và tôi lấy kinh nghiệm hết. Lan mày ơi. Lan. Qua đây ra lên. Lan. Ủa trong cái làng nó có nhà lão ta. Ủa từ từ trong cái làng nó có nhà lão anh em. Ê tôi vô được rồi. Nguyên bài heo luôn. Không biết heo đi đâu. Lộn cho ông heo chuyển sinh đi. Để tôi lên tôi giết người xác này. Ok, mình có được nhiêu đây cục sắt rồi anh em. Rồi mình lấy được cái xô nước để mình chế tạo cổng địa ngục rồi anh em ơi. Từ từ cái nhà của ai vậy anh em? Từ. Ơi đó giờ tôi chưa thấy cái nhà này bao giờ nghe. Ê từ trong làng trong ông vô làng chưa thấy cái làng chưa? Rồi đây. Ơi. Ok. Sao đánh tôi? Ơ sao đánh đâu vậy? Ai biết? Ồ. Cái chết mày anh em ơi. Oh my god. Ê Mai đồ ngớ trên kia rồi lấy đồ đi ba. Ở đâu vậy? Nè, cho à, luôn. Hay thế nhờ. Tôi giết cho nó rồi. Tôi nói với ông rồi, trong đây mấy thằng thi thủ nó mạnh lắm. Trời ông gặp nó ông chạy đi ba. Ôi cái à, tôi còn chưa biết cái con đó là con thi thủ nữa tôi. Đây. Một thằng ơi Mai ơi, còn một thằng nữa thôi. Oh my god, trong đây còn một thằng nữa anh em. Mà thằng này nó bị... Ồ, hai thằng. Đồ tôi đâu? Ở dưới đây đi. Chiêu này mạnh dữ vậy. Đây rồi, đây. Chiêu này mạnh chết luôn à. Ủa, ông đang trái gì vậy? Trái này gọi là trái... gì ta? Mera gì đó. Ồ, mera trái của ai các bạn ơi. Ủa, nhưng mà sao tự nhiên cái hình như cái chỗ này là nhà của mấy hải quân đúng không ta? Ờ, nè, logo hải quân nè. Ủa, nhưng mà sao trong nhà này nó chơi nghĩ sao nhà phèn vậy? Nhà phèn chạy tao đi vô nhà của tao còn chơi đúng không nội? Tôi nghĩ là bây giờ tôi với ông nên đi farm quái thôi Mai ơi. Oh my god. Ê Mai ơi, ông cấp bao nhiêu rồi Mai? Tôi cấp 12 rồi, trời ơi là trời. Cấp 12 hả? Ê, tôi gần 15 rồi nè. Từ từ để tôi coi coi cấp 15 của tôi sẽ mở khóa chiêu 3 của tôi là gì đây. Đây, có một nhện đây nè, tôi sẽ. Đây rồi, đây rồi. Cấp 15 rồi. Mình sẽ coi coi chiêu 3 của mình là gì anh em. Ủa, chiêu 2 của ông là gì hả? Tào lao. Mai định chuyển sinh trong cái bờ mà Mai chuyển sinh hai cái bờ đây. Từ từ để tôi coi chiêu xe của tôi là gì nha. Oh my god. Ủa sao mấy con này không mất máu? Tôi vậy phải đứng đây tôi giữ đồ cho Mai nè. Ô kinh nghiệm của Mai. Lấm. Ok, gọi nhau hai tiếng bạn bè mà chết phát rồi ra kinh nghiệm bao nhiêu lụm hết bao nhiêu luôn. Ờ chơi vậy chắc bền mà. Thôi nhưng mà nhìn này nhìn cái chiêu xe của tôi nè.
Thấy vô. Nhưng mà nó có mất máu không? Có, nó có mất máu. Đây, nghĩ cơm rồi. Mai, nhìn này. Ôi, cái chim sơi của tôi là con chim đúng không? Cái chim sơi của tôi là con chim đúng không? Con chim bự hoàng luôn. Đẹp ra. Nè, ông nhìn nè, ông nhìn này. Được rồi. Ông phải đứng ngang mới thấy được. Đây, nhìn này. Oh my god. Đẹp ra. Chim đẹp không? Tôi còn một chiêu vơi nữa, cái chiêu vơi của tôi đang thấy là một cái đống băng anh em mà. Đây có nhạn gì nữa này coi. Từ từ. Từ từ, mấy ơi, tôi vừa thấy một thằng mỹ thủ, bây giờ tôi phải trả thù nó mới được. Oh my god, đẹp quá. Mày mấy thầy thủ đánh đau lắm á, từ từ. Ủa tôi là coi xin xíu không cho làm căng vậy. Coi chừng Creeper đằng sau lưng kìa. Đây tôi nghe tiếng mà. Trời ơi, tôi chơi game tôi chơi giống như không. Ok, lỡ tay tắt tiếng tôi xíu rồi bị xài sể quá à. Mày Creeper. Ôi ôi, thời gian cooldown của tiền chiêu lâu quá anh em ơi, tôi nghĩ tôi cần phải có tiền chiêu thứ tư rồi. Từ từ, có thằng ở trong này, cái thằng trên đây nè. Đây, tôi phải giết được cái thằng này. Đây, nó phụ nè, ông nội. Oh my god, từ từ. Thằng này mạnh nha, từ từ. Ôi. Ơi, thằng này mạnh nha. Ai chết rồi. Có kinh nghiệm gì không? Ủa sao không có gì hết trơn hả? Trời ơi là trời, chán thật sự luôn á. Buồn quá, thôi bây giờ mình cũng 25 cấp là mình full tiền chiêu rồi, nên thôi mình cũng sẽ cố gắng mình đào dưới đây luôn anh em, chứ giờ kịp tìm được xuống địa ngục mất công. Nó lại tốn thời gian mình phải đi tìm hát diện thạch là hồ lava, nên thôi mình sẽ cố gắng mình full cấp ở trên. Ủa, đây cái luôn. Gì? Oh my god. Mai. Ai, bấm nhầm. Ơi, cái cổng địa ngục này. Từ từ. Giờ mà trong cái rương có hát diện thạch anh em. Oh my god. Kiếm smile unbreaking. Đi thôi, let's go. Đi Mai ơi, let's go. Xuống thôi, đi nào. Oh my god, nhưng mà xuống chỗ này là một nỗi bất hạnh nha Mai. Ê, sao nhiều thủy thủ vậy? Qua đây coi. Mày hả con? Ôi, mấy thằng thủy thủ này mới dùng chiêu nó chém tôi Mai ơi. Thì mấy thằng thủy thủ này nó mạnh mà. Đây, thế thì mình đi, mình lấy đồ ven chỗ này đi Mai. Thì thôi nào. Trời. Ai ơi, sao lại đi thẳng xuống dưới vậy Mai? Ông xây cái chỗ đó gì đâu mà nó trơn vãi cái trưởng ra. Trời ơi, mày chơi đó, ông tự sai tự đi xuống mà. Oh my god, Mai già quá, Mai té dưới, Mai chết rồi anh em ơi. Vậy là bây giờ Mai phải gọi là lấy một cái quỷ khác rồi. À bây giờ Mai, bây giờ tôi thấy là ông còn chưa full được một cái quỷ nữa Mai. Ông biết tại sao không? Sao? Tại vì ông á. Tôi. Ông xây đâu đã nói rồi, xây khi mà mình xây thì mình xây nhanh lên. Xây có một cái đường gỗ nhỏ xíu, không phải xây hai lên chứ. Hai lên, hai lên. Tôi xây có nhiều đó để tôi đi qua bên đây mà, chứ tôi đâu có đi thẳng đâu ba. Nhưng mà ông phải tính cái đường là tôi sẽ bị té xuống, cho ông nhìn trước được cái tương lai hả? Ông vô lý mà bắt gì tôi phải tính trước cái đường cho ông. Oh my god, bây giờ mình phải gọi là full được cấp 25 mình mới có thể gọi là lấy được chiêu cuối anh em ơi. Ôi. Gì? Cái chiêu của cây tôi này tôi bắp vậy, nó giống như là thổi gió vậy này, coi nè. Oh my god. Ờ nhưng mà mấy cái chiêu cấp cao của nó nhìn đẹp. Oh my god, tôi bắp vậy. Ông ráng cày lên chiêu cấp cao đi, trời có 5 level. Ông tằn tiễn quá Mai. Oh Mai ơi. Tôi tìm được bát sơn. Em ơi. Oh my god. Ông đâu rồi? À, vẫn trên đây thôi. Ok, Mai về. Ai, lần sau hỏi tôi không trả lời nữa luôn. Bây giờ đó, mắc gì hỏi xong rồi kêu Mai về vậy? Rồi, ai biểu ông ở trên đó không chịu xuống đây làm chi? À đâu, nhưng mà khoan, hồi nãy ông nói là mỗi lúc ông kêu tôi Mai già là ông đang khen đúng không? Tại vì linh vật của tôi là anh già đen mà. Đúng rồi, tôi đang khen không á. Ok, đúng rồi, khen là phải giọng như vậy á, khen là cái accent nó phải như vậy á. Chứ đừng có kêu Mai già. Hôm nay chơi thiếu ruby thấy nó hơi chóng bắn sao? Hôm nay chơi thiếu ruby thấy buồn quá anh em. À luôn á, chơi nó cái buồn sao? Trời ơi là trời, nếu mà mọi người đang xem mà mọi người thấy buồn thì mình comment phía một cho tôi biết thử nha anh em ơi. Tôi thấy buồn cái chữ nha. Mặc dù ruby là lâu lâu dốc nhiều câu rồi là hơi bị ngáo ngáo xíu, nhưng mà thiếu cái bị buồn á mọi người. Tại ông á Sigo, bắt giùm cho ruby về quê vậy? Ủa chứ giờ ruby nó về quê sao tôi biết được? Thì ông phải nói là ruby cầm theo cái máy tính về quê, vừa quay luôn chứ. Không, ép buộc ruby quá vậy, sao ép quá vậy? Thì cầm máy tính về quay cũng được vậy, vui mà, về quê quay vui mà trời. Mà không đáng tin. Ôi kim cương. My god, tôi kiếm được kim cương các bạn ơi, quái đản. Ok, nên mà bây giờ mình sẽ lấy vàng mình đổi với biết lên, sau đó mình sẽ giết mấy con biết lên để mình lấy kinh nghiệm anh em. Kế hoạch bây giờ đang level bao nhiêu rồi? Tôi đang level 24 rồi. Anh sẽ thấy ngoài kia đấy bao cô gái như mà ai vậy? Lộn. Bao cô gái như Mai. Ồ, mát lộn không nội.
trong cái bài hát chứ không phải tôi hát lộn, ok? À, trái ngoài kia nhiều người cũng như mày. Rồi, hát lộn nha Long. Trời ơi, ông ấy hát như mai mà, giờ kêu hát lộn rồi, đâu đúng lẹo, giờ hai mặt chứ trời. Trời ơi là trời. Ê Mai xong chơi chết hoài Mai. Không chơi không mấy hậu thiện với lương tâm á Mai. Biết sao hồi nãy tôi đào cái hố xong rồi tôi trốn để qua cái con trăng này. Nhưng mà trốn tôi vừa đào ra để tôi xem là có sáng trời sáng hay chưa. Đào ra một phát con như mi nó xuống nó lụm tôi luôn, hiểu không? Mai ơi tôi về với ông đây. Ủa sao nãy ông vừa nói ông đi đâu mà? Thì giờ tôi làm xong rồi thì giờ tôi về. Si cô nhớ mình anh em ơi. Không nhớ nha, chơi nha. Ô bây giờ tôi vừa lúa đầu ra cái gái nó bắn tôi anh em mà quải đạn hề. Oh my god, ok bây giờ mình cần phải đi tìm forecast cho anh em ơi. Đây đây, con gái này, con gái này. Mày. Ok, ok. Mày hả con, Ok anh em, Bây giờ mình sẽ đi tìm thêm cái forecast đây là đúng đúng bài nè anh em. Forecast thành tiên, let's go. Hello. Ê anh em ơi, hồi nãy tôi quăng hết thuốc chống lửa rồi anh em. Tại vì tôi muốn thử coi cái hie này có chống được lửa không. Tôi vô thử nha. Anh thử cái nha. Ê, cháy băng mà không chống được lửa mấy ba. Alo, cháy băng không chống được lửa. Mai ơi, cháy băng này không chống được lửa. Ủa băng nào mà chống được lửa ông nội? Hai cái đó nó khác nhau, cái lửa nó sẽ thắng băng mà ông nội. Ủa lửa thắng băng hả? Cái con này nữa. Oh my god, tôi nghĩ tôi đang đào khiên anh em. Oh my god, oh my god. Yeah, một cây quy lửa. Yeah, hai quay quay lửa. Oh yes, yes. Oh, oh, mình xài được chiêu bơi rồi. Tôi xài được chiêu bơi rồi, mày ơi. Sao? Cái cuối đầu là đang cho tôi hết rồi. Tôi là người sống gì bạn bè. Nên là một xíu nữa tôi lên tới trên đó tôi mới chơi chiêu bơi cho mấy bạn. Với mày rồi. À, mai chưa coi được là các bạn cũng chưa được coi. Thì lên đây lẹ đúng rồi. Rồi, tôi phải giết mấy con quy lửa đi trước đã. Yes. Yeah. Ok, tôi có chịu về rồi. Mai đang đứng đâu mày? Đây. Bây giờ tôi ép ba lên, tôi cho ông nhìn tọa độ nha. Ôi là tôi đi xa lắm rồi Mai ơi. Oh my god. Đâu tọa độ không đâu vậy Mai? Đào lâu lắc quá nè, coi nè. Sao 3497 sai vậy ta? Mình đang là trai ơi. Tôi đang là trừ 8294 và trừ 2786. Ừ, có qua được không? À, tôi sao không luôn á Mai. À bao nhiêu sai mình cứ tới thôi. Mấy giờ phép thuật đi. Bây giờ tôi mà đi qua cho ông là xa lắm luôn á, xa thiệt. Bây giờ biết cái bầm phát là tôi qua tới chỗ ông nha. Ờ ok. Ủa nãy giờ ông đi farm được level bao nhiêu rồi? Level ấy nè. Level 15. 15 hả? Ok qua show tôi kêu của ông luôn. Ok bây giờ tôi sẽ show cho Mai coi cái chim vơi của tôi nè. Nhìn cho kỹ nè. Đẹp không? Oh my god. Ủa có mất máu không? Mất gần hết luôn, còn có 3 máu nha. Ủa mất gần hết luôn hả? Đâu, ông show tôi coi 3 skill của ông ơi. Đây, coi nè. Từ, ok, chơi đầu tiên. Thôi nhầm. Chiếc đầu tiên là đó, nó vậy thôi à. Đâu, ủa chiếc gì, ủa đâu chiếc, ủa chiếc cũng vậy hả? Lại. Nó giống như thổi gió ra, đó vậy thôi à. Cái gì vậy, đâu chưa ít. Mà cây mấy trưởng nha. Chưa ít. Ở cho coi chiêu xoay trước nha. Ô. Đó, chiêu xoay đó. Ê, chiêu xoay ngon nha, chiêu xoay ngon á. Nhưng mà sao chiêu xoay tôi không thấy gì ta? Tôi chỉ thấy nó vào vậy thôi à. Không, chiêu xoay của ông hình như là ai đứng gần, đâu ông thử vào thôi. Đây. Ô mạnh. Ủa nhưng mà sao tôi không thấy hiệu ứng ta? Có, tôi đứng xa tôi thấy ông sẽ tàn hình xong rồi cái có mấy cái quào xung quanh ông á, kiểu mấy cái chú á. Coi chết của tôi nè, coi chết. Từ, ok chết rồi. Chết chưa vô người không nha? Ôi từ. Tôi phun máu rồi. Đợi xíu tôi phun máu rồi đã. Rồi để tôi cắn tí bánh mì cho nó đủ máu nè. Ok. Rồi ok chết rồi. Đâu không? Ôi chết của ông là khống chế không có mất máu. Oh my god. Ê còn chiêu vơi của tôi làm lại nha. Ok. 1 2. Oh my god. Ông này vẫn mất máu nha. Bây giờ tôi với ông tự xuống dưới đánh vòng luôn. Đấy. Đây, như cô gái ở hero ngồi khóc hô hô. Cái bài đó là như ba cô gái ở trên nương ông nội. Ủa vậy hả? Ủa bài đó hát sao? Ngon nhở? À, thật ra tôi không biết nữa, không biết trên nương hay trên đâu nữa. Trời ơi, vậy mà cũng nói nữa trời. Cái còn gì nữa? Ủa, chiêu của tôi đỏ quá mày. Ủa, bây giờ
tôi chơi chiêu chắc ông chết luôn á. Thôi đừng có chơi chiêu à. Ê mai, ông muốn tôi đổi trái khác thử không? Bây giờ đổi là phải cày cấp lại đó ông nội. Đâu, tôi có đầy cấp rồi, tôi đâu cần cày cấp lại nữa. Ông chắc không? Mất công ăn cái mới xong cày cấp lại là thôi nghỉ luôn á. Chắc không có cày cấp lại, hứa. Ok, đổi trái khác đi, nãy okay, giờ tôi mất chiêu rồi. Bây giờ tôi sẽ hồ biến tôi đổi trái quỷ mới anh em. Yeah. Ok bạn ơi, hiện tại trái quỷ của tôi đã đổi thành trái UC rồi. Oh my god, cho nó mạnh nha, cho nó skill đẹp á. Ừ, cái trái này skill bao đẹp luôn các bạn ơi. Từ nhưng mà bây giờ là mình phải đi kiếm con rồng để mình xử lý nó chứ anh em à. Oh my god, trái này cũng là trái mạnh nè, mai trái này có 4 skill lận. Trái 4 skill mà thêm cái lận ra ông nội, đây 5 skill không nói ông nội. À, quên, trái tôi 5 skill, tôi đếm nhầm. Oh my god, để trái này mạnh lắm á mai, từ. Ông nhìn tôi nè. Chiêu giá đầu tiên này ông biết rồi đúng không? Ừ. Nhìn nè, chiêu B nè. Tôi phải né tại vì tôi vẫn mất máu luôn. Chiêu nó diện động phải chưởng nha. Ôi. Nó nhấc bổng mấy cái con kia lên luôn em ơi. Ui, chơi tôi đỉnh vãi các bạn ơi. C nè. Alo. Gì? Ông nhấc cái đó lên là tôi vẫn mất máu á. Rồi tôi coi. Từ. Cái 3G. Đây tôi cũng có đi giết boss nữa. Ngay chỗ này từ từ. Bây giờ sao cái chiêu của tôi khó chơi vậy ta? Ok, bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống dưới là mình sẽ đi tới được chỗ của con rồng Ender anh em ơi. Mình sẽ chơi con rồng Ender. Ok, bây giờ là đến thời khắc tiêu diệt con rồng và cáo quỷ rồi Mai ơi. Let's go. Oh my god. Từ bây giờ mình sẽ tiêu diệt với cái cục ở trên đây bằng cáo quỷ nha anh em. Đó. Trời ơi, đỉnh quá anh em ơi, đỉnh quá. Thằng biết bay này mệt ghê á. Mỗi lần mình muốn bắn là mình cứ chỉ con chuột vô nó đúng không? Đúng rồi. Oh my god, mình nghĩ là mình nên bắn mấy cái chuột này trước anh em mà, để không con rồng nó hồi máu khó chịu lắm anh em. Giờ bắn chuột nào? Chuột nào cũng bắn hết. Đây, tôi đang đi vòng vòng bắn chuột. Tôi dùng chiêu V là tôi bắn chuột được không anh em ơi? Tôi dùng chiêu V tôi bắn chuột được không? Ai chiêu V này, nhìn chiêu V này, chiêu V của tôi nè. Đâu? Nó phá mất tiêu rồi, ông mới nhìn. Tôi cảm nhận giống như là cái trái của tôi đánh nó không có mất máu hay sao ta? Đó, tại ông đánh không trúng á bà. Tôi chẻ dưới cái con dưới đây nè. Không, tại nó không trúng á. Trả lời. Tôi chơi ngu rồi, Gì vậy? Đó, đặt con hải quân nó giết thôi. Con hải tặc. Ơ, con rồng xuống, đem con rồng xuống. Ờ, chứ gì ta, chứ C nè. Chứ X nè. Không, không có gì nó tôi gửi dùng chiêu chúng nó. Ây da. Trời ơi. Mai. Hiểu luôn. Cái nhiệm vụ đánh dòng này cho Sigo một mình gánh vác luôn chứ sao vậy? Mất dòng về Mai quá, vậy Mai cũng để em chết được. Cay thật sự luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình giết con rồng anh em. Đây. Dùng skill con trúng được con rồng là sao vậy? Còn một chủ đây anh em ơi, Mày, ủa sao cái chiêu này trúng rồng nó thấy ít quá vậy? Tôi nghĩ là nên dùng rìu đánh con rồng cho nó nhanh anh em ơi, quái đạn thiệt. Mày ơi. Đánh phụ. Xuống đây mày. Mày. Một chữ rồi chứ một. Ui, nó xuống mày ơi. Kêu nó xuống này. Rồi, ông né sang, tôi dùng chiêu này, nè. Rồi. Gì vậy con Enderman? Tao phải đừng mày đâu. Ờ kìa, sao con rồng này nó không bị đam bị trái quỷ của tôi? Trời ơi, con rồng này khó chịu thiệt anh em ạ. Mày, nó mà xuống cái là nó tới công chuyện với tôi liền anh em, mà nó quay lại. Nó xuống cái nó cũng tới công chuyện với tôi nè, tôi cầm cái rìu tôi gõ đầu nó nè. Ôi ôi, cái tiệt chiêu của tôi hình như lúc đó đậu xuống tôi không gây được sát thương nó bằng chiêu anh em ơi. Ok. Đánh nó tôi cũng đang thống chờ cái chiêu B nó như thế nào đó mà đánh con rồng mình sẽ nhiều lắm. Ê, đánh vô, tao đánh vô. Tôi đánh chúng nó được. Dạ. Thôi tôi không đánh chúng nó được ta. Kìa. Đánh được. Lúc được lúc không à. Sao nó mất máu vậy á? Đây, sao xuống này gì nè? Trong
đồng báo ừ, đồng báo quá. Ấy là nãy giờ tôi bắn nhiều lắm á, mai mà nó mất con xíu máu mà tôi thấy nó đây đây, cái này là trúng rồi, cái này là trúng rồi, cái này là trúng rồi đó. Ừ, tôi thấy nó trúng mà nhưng mà mất con xíu máu à, còn mất xíu máu à. Đánh đường mai đây đây à. Rồi ăn bánh mì vô đó rồi. Cái con rồng này nó bị gì rồi? Ơi, tôi đánh không được nó đi, ơi, con rồng này bị gì rồi? Nãy giờ quăng mười mấy phút rồi, con rồng chưa được nửa cái máu nữa. Rồi cái đầu nó đây mà tôi đánh không được nó anh em, quái thiệt. Đây, xuống nữa. Trời trời. Đây rồi, xuống nữa mày ơi. Thôi mày ơi, về, ok, rồi. Trời, đánh không được anh em. Oh my god, bây giờ tôi phải rỉa máu nó từ từ nữa các bạn ơi, quái đạn thiệt. Rồi, bây giờ nãy tôi lấy miếng trái tầm xa, những cái trái của Ace, kiểu trái Mera là ngon rồi. Trời ơi, đánh không được anh em. Ui, tức là cái đam của cây này còn yếu hơn cái rìu nữa anh em, cái đam của chiêu Z còn yếu hơn cái rìu nữa. Rồi tôi nghĩ là lần đậu tiếp theo của nó là nó chết rồi mày ơi. Xong rồi. Đây, một lần nó là chết rồi, một lần nữa là chết rồi mày ơi. Đổ lại. Ơ kìa cô. Trời ơi, hụt chứ bê. Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, hụt chứ bê. Không sao. Bắn thêm một chiếc nó chết rồi, Mày. Yeah, được rồi mày ơi, được rồi. Mày tôi xuống rồi nè, thiệt ơi. Gì vậy đâu. Ờ, cho ông lấy kinh nghiệm đó, đi. Ồ, từ, tôi thử dùng chiêu C, tôi dùng chiêu B nha, Ờ. Nè. Ngầu vậy? Trời, hồi nãy mà tôi ghé, tôi cày lên chiêu B là đánh con rồng nhẹ rồi. Trời ơi là trời. Mày. Ok đó bạn, video này cũng đã kết thúc rồi, và nếu bạn nào thích video này đừng quên để một like và xem xét đăng nhìn một comment, chứ còn YouTube có xin lỗi với sau đừng quên báo cái đăng ký thì nào báo với nhau nữa. Bye bye.